tại ủy ban nhân sự hội an thì tiến hành tiếp xúc với ban quản trị chùa và sư cả chùa Thông Thảo, thành phần gồm có hồi sáng thì chỗ đơn vị cũng có báo thành phần lại cho sư cả quản trị. Nội dung thì thứ nhất là ông Trần Văn Nhật, bí thư đảng ủy xã, nêu lên lý do buổi tiếp xúc và khái quát lại tình hình ngày 25 tháng 11 năm 2017. Thì sư cả chùa Thông Thảo cùng ban quản trị chùa cùng bà con Phật tử có làm cái đơn xin phần đất tại lò quả táng, phần đất do nhà nước quản lý. Ủy ban dân xã đã lập tờ trình đến huyện, tỉnh để xin chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có bàn bạc được sự thống nhất của sư cả Thạch Thảo, chủ tịch hội đồng cấp sư sãi yêu nước của huyện. Chùa có sự thống nhất khi nhà nước cấp đất ngay lò quả táng, và nếu nhà nước có xây dựng lò đan thì chùa và bà con Phật tử, ban quản trị không có ngăn cản và không có khiếu nại gì về sau. Hiện ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn cùng phối hợp với huyện xã xuống khảo sát cắm mốc và đo đạt diện tích trình ủy ban dân tỉnh xem xét. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cấp đất cho chùa để lại mặt bằng là 5m để sau này xây dựng đường đan để phục vụ dân sinh. Ủy ban dân xã và đảng ủy xã cũng có yêu cầu chỉ đạo chùa, cũng có yêu cầu là chỉ có chùa và sư cả và ban quản trị chùa mới đủ pháp nhân để đứng ra làm việc với địa phương. Và ủy ban dân tỉnh sẽ cấp đất nhưng để lại phần 2m vì bên trong còn số mộ mã của bà con Phật tử, cấp từ vua cha lùi lại là 2m. Thì ý kiến của ông Thạch của ban quản trị chùa là phần đất này nhà nước xem xét lại quyền ranh giới từ chùa cũ, là xin phần đất từ vị trí đã cắm cột. Và ông Thạch Xuyên ban quản trị chùa thì phần đất này có từ xưa tới giờ, là đây là phần đất thiêu từ xưa và nhà nước không lấy đất, và chính phủ thì chưa có chủ trương để cấp đất cho tập thể, thống nhất cấp từ bụi tre và không đồng ý để lại 2m, nhưng đồng ý chừa lại đường đan được chừa lại đường là 5m để xây dựng đường đan sau này, và đề nghị xử lý phần đất đã mốc. Ý kiến của ông Trần Văn Nhật, bí thư đảng ủy xã, thì nhà nước đã đề nghị xử lý ông Huỳnh Thanh Việt và đã yêu cầu ông Huỳnh Thanh Việt là khắc phục lại để xây dựng lộ. Ý kiến tiếp tục của ông Thạch của ban quản trị chùa là phần cột cấm, nếu sau này xây dựng đường đan thì sẽ đồng ý di dời cột. Nhưng mà nó đụng chạm á nha, nó đụng chạm với đụng cái mình thì đồng ý di dời cái cột và vào phía bên trong để đảm bảo đường đan 5m khi xây dựng, và xem lại, xin chính quyền xem lại phần 2m giáp mộ mã. Nếu được ngang đó thì chùa và ban quản trị và bà con Phật tử thì không có khiếu nại và đòi hỏi gì sau này. Ý kiến của ông Thạch Sách là sư cả chùa là nhà nước quản lý dân, quản lý đất, và nhà nước làm thì là vì dân. Và theo yêu cầu đơn của nhà chùa là có thông qua cho ban quản trị và có xin phần đất từ gốc bụi tre đến cây thốt nốt giáp ranh đất và bé. Và theo yêu cầu và của bà con Phật tử thì cấp theo nhu cầu trong đơn. Và nếu được cấp quyền sử dụng đất thì nhà nước có quyền xây dựng đường đan, thì chùa và ban quản trị cùng bà con Phật tử là không có sự ngăn cản và đảm bảo đường đan là 5m. Và ý kiến của sư cả Thạch Thảo thì nên cấp theo đơn yêu cầu, và trong các buổi tiếp xúc thì có sự thống nhất với nhau. Và khi làm lộ 5m thì nhà chùa sẽ hiến đất 5m để xây dựng lộ đan là phục vụ dân sinh, và ban quản trị chùa và chủ chùa cùng bà con Phật tử là phải cam kết đảm bảo sau này nhà nước để thực hiện xây dựng đường đan. Ý kiến của ông Lâm Văn Mừng, Sở Tài nguyên Môi trường, thì trên bản đồ đã thể hiện đây là đường đi dân sinh, hồ sơ đã thể hiện rõ ràng và theo quy định thì nhà nước phần đất này là đường đi và không cấp cho ai và theo bản đồ địa chính. Và ý kiến của ông Thạch của cuối cùng là thống nhất, và ý kiến của ông Thạch Sát sư cả chùa là đi thực tế thực địa tại phần đất, và thống nhất của chùa cùng ban quản trị cùng bà con Phật tử cùng sư cả Thạch Sát và các vị sư của chùa thống nhất phần đất nội dung như sau: là giao một phần đất trong thửa 1204 tờ bản đồ số 02, diện tích thì sẽ bổ sung sau: loại đất NTD tọa lạc tại ấp Dùng Dầu, xã Hòa Ân, mục đích để xây dựng nhà chờ, lò quả táng và để chùa sau này theo dõi và quản lý khuôn viên xanh sạch đẹp. Và ý kiến của phòng tài nguyên môi trường thì đề nghị ủy ban dân xã Hòa Ân thực hiện đầy đủ hồ sơ đề nghị trên cấp quyền sử dụng đất cho chùa và các bên cùng thống nhất ký tên biên bản có thông qua cho tập thể cùng nghe. Rồi nội dung thì đúng như mình đã bàn thống nhất hết, mình ký luôn đi sư ơi. Thôi khỏi gì cũng có gì mơ gặp lại thứ tuần còn có mấy cột 15 cột 15 cột không bây giờ.